Xưởng Tượng Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác bức Di Lặc ngồi đống tiền, vác cành đào, chất liệu gỗ hương ta các bác nha. Bức này đục rất kỹ và sắc nét, hàng liền khối. Có kích thước cao 38, ngang 50, sâu 41. Được đục rất kỹ và sắc nét từ những chi tiết rất là nhỏ. Vân rất là đẹp các bác ạ. Hình tượng Phật Di Lặc hiện nay đang là một sự lựa chọn đông đảo của mọi người. Không khó để bắt gặp hình tượng Phật Di Lặc với nụ cười rạng rỡ, thân hình mập mạp, tướng ngồi thoải mái, ung dung tự tại, được trưng bày trong các căn hộ gia đình, trong các chùa chiền, một số điểm công cộng và đặc biệt là một số địa danh nổi tiếng. Tượng Phật Di Lặc vác cành đào được xem là một trong những dáng tượng phổ biến và được nhiều người yêu thích nhất bởi sự sống động của nó trong từng đường nét chạm khắc. Theo thuyết xưa để lại, đào vốn là tượng trưng cho sự trường sinh bất tử. Như vậy khi kết hợp với tượng Di Lặc sẽ có một ý nghĩa vô cùng hoàn chỉnh, đó chính là sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và trường sinh. Đây là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn đạt được trong cuộc đời này. Đục rất kỹ và sắc nét từ những chi tiết nhỏ các bác nha, rất là mịn màng. Màu gỗ PU rất là đẹp. Các bác mua hàng có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc là liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bác rất nhiều.